Xin chào tất cả các bạn, chào các Pioneer. Mình là Mitchell. Chúng ta đang đến với 360 độ Crypto, một chuyên mục đặc biệt được thực hiện bởi đội ngũ của CryptoLink. Trong video của tuần trước thì mình đã hướng dẫn và cùng các bạn trải nghiệm qua tính năng B2B trên ứng dụng Bridge. Tại ứng dụng này thì các Pioneer có thể thanh khoản được đồng bi của mình với giá cao hơn rất nhiều so với thị trường OTC và tránh được những rủi ro của thị trường OTC nữa. Trong tuần vừa qua thì đội ngũ của CryptoLink VN đã tham gia vào các cái cộng đồng của ứng dụng Bridge, ví dụ như là Telegram chẳng hạn, thì chúng mình đang nhận thấy một vấn đề, đó là có rất nhiều những scammer tràn lan trên những cái cộng đồng này và họ sẽ tìm đủ mọi cách để tấn công người dùng. Họ sẽ lừa lọc, họ sẽ nhắn tin, họ sẽ xin, họ sẽ bằng một cái cách nào đó để lấy được cái tài khoản của mình, và sau khi lấy được tài khoản của mình rồi thì ngay lập tức họ sẽ tuồn hết tài sản đi qua một cái ví khác. Như vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận diện được đâu là một scammer và chúng ta làm gì để có thể bảo vệ được tài sản của mình trên ứng dụng Bridge, để chúng ta vừa có thể thanh khoản được đồng bi của mình, bảo vệ được tài sản của mình trên ứng dụng này. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chúng ta nhận ra được đâu là một cái scammer ha, và nó sẽ tấn công chúng ta bằng những cái phương pháp gì. Thì đầu tiên là mình đang ở trong cái community, cái cộng đồng của Bridge Việt Nam. Mình đã thử cái cách như thế này các bạn, là mình lấy một cái nick và sau đó mình nhắn một cái đoạn nội dung vào bên trong cái cộng đồng này, và mình chờ xem coi là các scammer nó sẽ hành động như thế nào ha. Thì ở đây mình đã có nhắn thử cái tin như thế này, các bạn thấy nè. Này là sao vậy mọi người, sợ bị hack quá, đang có một ít lệnh B2B với tài khoản vài chục đô. Như vậy thì đúng ra là mình gặp những cái sự cố như thế này thì mình sẽ phải lên trên này để mình tìm cái link để mình add một cái ticket support, có nghĩa là dự án này nó đã rất là gọi là cẩn thận trong cái việc là chống scam, cho nên là nó đã có một cái kênh để giúp cho chúng ta có thể add những cái ticket rồi, và chúng ta sẽ không chat riêng ha. Mà nếu như chúng ta hỏi như thế này thì có khả năng là các scammer sẽ xem chúng ta là những con mồi, và nó thấy là có lệnh B2B, nó thấy là mình đang có tiền trên này thì ngay lập tức nó sẽ tiếp cận mình và nó sẽ hỏi han đồ này kia thứ, nó dẫn dắt mình đi, và từ từ là mình sẽ bay mất cái tài khoản vì là trong một lúc mà mình sơ hở thôi nha, là ngay lập tức là nó sẽ hack mình ngay. Thì mình thử post cái tin như thế này ha các bạn ha, và ngay lập tức đã có một vài người nhắn tin riêng cho mình, thì mình cũng tương tác trên cái nội dung tin đấy. Nó có một cái vấn đề là ngay sau khi mà cái tên scammer này nó thấy được là hình như là nó không thể khai thác được gì từ mình nữa, là ngay lập tức nó xóa hết tin nhắn, nên là mình không giữ được những tin nhắn đó. Mình rút kinh nghiệm nên là khi mà mình vừa nhắn tin tới đâu thì mình đã chụp ảnh màn hình tới đó ha. Thì đây là cái tin mà mình đã tương tác ở trên cái group cộng đồng của Bridge Việt Nam. Một số những cái hình ảnh mà mình đã có thể lưu lại, những cái tin nhắn mà mình lưu lại kịp ha. Ví dụ như trong trường hợp này thì ở đây là có một cái nick có tên là Ruby. Ruby là một cái người mod, một cái community manager của Bridge Việt Nam. Và cái tên scammer này là nó đã lấy luôn cả cái tên của Ruby, nghĩa là Ruby đặt tên sao là nó đặt y như vậy luôn nha. Never DM first, có nghĩa là Ruby sẽ không bao giờ nhắn tin cho bạn trước. Đây là cái rule của các CM ha, nhưng nó lại nhắn tin cho mình trước. Nó bảo là bạn tắt app rồi vào lại xem. Thì mình sẽ lướt một vài tin nhắn cho các bạn xem ha. Mình tắt rồi mà vẫn không được, mình trả lời nó như vậy. Ad kiểm tra giúp mình cái email này, thì mình gửi cho nó cái email. Thì những cái tên scam khác cũng sẽ cố gắng tìm cách để hỏi cái email của bạn. Ok, rồi cái tên scam này tiếp tục gửi lại là: bạn vào Gmail kích hoạt lại tài khoản đi, rồi xóa app tải lại nhé. Rồi ok, chiêu thức của nó sẽ là như thế này các bạn. Nó sẽ cố gắng nó hỏi để nó xin được cái địa chỉ Gmail của bạn. Nó xin được cái địa chỉ Gmail. Sau khi nó có được địa chỉ Gmail là tài khoản của mình rồi, thì nó sẽ đi vào trong cái app Bridge. Nó chọn vào cái mục quên tài khoản. Sau đó nó nhập cái Gmail vào. Thì khi nó nhập cái Gmail vào để nó có thể reset lại được cái password á,
thì Bridge sẽ gửi cho bạn một cái tin nhắn. Ở trong cái tin nhắn đó sẽ hướng dẫn bạn để bạn có thể reset lại cái password của mình trên cái app Bridge. Thì cái tên này á, đang muốn là vào cái Gmail để kích hoạt. Nó không sinh nha, nó chưa sinh cái pass đó nha các bạn. Nó kêu mình là vào Gmail để kích hoạt đi. Thì vấn đề là khi mà mình đi vào Gmail, để mình cho các bạn xem cái hình, khi mình đi vào Gmail để mình xem á, thì trên thực tế là đây, cái Gmail ha, thì trên thực tế là trong cái mail mà nó gửi cho mình á, nó không có cái chỗ để bấm kích hoạt, mà nó chỉ có cái mã này thôi nha. Thì mình đã khéo léo như thế này là mình lấy cái mail đó, mình sử dụng Photoshop và mình thay cái số đó đi, không phải là số thật, mình thay số đi, mình đưa cái số qua cho nó, thì nó mới nói là không phải là cái số này, mà bạn hãy check lại cái mã code mới, tức là gửi lại cái mã code mới, kiểu nó sẽ làm như vậy ha. Rồi còn nếu như mà bạn cứ lay hoay ở trong đó, bạn kiếm ở trong cái Gmail của bạn, nói là mình không có thấy cái link để kích hoạt lại tài khoản, thì cái tên này, cái tên scam này sẽ tiếp tục dẫn dắt bạn là bạn coi kỹ đi, ở trong cái mail nó có cái link và bạn phải bấm vô cái link đó. Cái mình lại tiếp tục mình nói là mình không có thấy cái link. Thế là cái tên scam mình nói đâu, bạn chụp màn hình cho mình coi, mình chỉ cái chỗ link cho bạn. Thì trong một phút sơ hở, chỉ cần bạn chụp màn hình lại thôi, thì ngay lập tức nó sẽ có cái code đó. Bạn hình dung ra chưa? Ok, khi nó có cái code đó rồi thì nó quay trở lại cái nền tảng của nó, và ngay lập tức nó đăng nhập cái code đó vào, nó đổi ngay cái pass, cái tài khoản của các bạn. Và còn ngay sau đó luôn là nó xóa hết cái nội dung tin nhắn luôn ha. Và nó đổi pass xong rồi thì coi như là nó hack tài khoản thành công rồi, đúng không? Rồi nó sẽ đi vào trong cái tài khoản của các bạn và làm gì tiếp theo các bạn biết rồi chứ, nó sẽ tuồn hết tài sản đi. Đó, rồi thì đây là một trong những cái chiêu thức rất là nguy hiểm ha. Ở đây các bạn thấy thậm chí nó còn tạo ra một cái tài khoản có tên là bridge.com@gmail.com để nó gửi cái mail cho mình, để nó dẫn dắt mình ha. Thì khá là nguy hiểm, cho nên là khi mà các bạn nhận những cái mail như thế này thì các bạn phải cẩn thận ha. Rồi một vài các cái tin nhắn mà mình đã trao đổi để mình xem thử coi là nó tương tác với mình như thế nào ha, và những cái thủ đoạn của nó là gì. Đó, khi mà nó phát hiện ra là nó không thể lừa được mình thì bắt đầu nó chuyển sang nó chuyển cọc và thấy là nó kêu là thôi bây giờ nhận không được rồi đó, thôi giờ bạn tự gửi tích cực qua support đi. Đó, thì các bạn học rút ra ở đây là cái gì? Tuyệt đối chúng ta không bao giờ được cung cấp mã số OTP của mình. Chúng ta không cung cấp cái tài khoản của mình luôn cho bất kỳ một bên nào hết, cho bất kỳ ai khi họ DM mình. DM là họ nhắn tin cho mình trước, mình sẽ không cung cấp những cái thông tin cá nhân của mình cho người đó, để khi mà họ nếu như mà mình tiếp tục duy trì những cái cuộc nói chuyện như vậy thì mình không biết được là mình sẽ sơ hở vào cái thời điểm nào, mà chúng ta cần phải theo dõi cái kênh chính thống của ứng dụng Bridge. Ví dụ như mình nói là Bridge họ có một cái kênh để có thể vào và mở những cái ticket support, ticket là vé các bạn, những cái vé hỗ trợ, thì hệ thống sẽ trực tiếp hỗ trợ chúng ta, chứ chúng ta không thông qua bất kỳ một người nào hết. Và các bạn nên nhớ một điều rất rõ, đó là cái nguyên lý của tất cả những cái CM là những cái người quản lý cộng đồng, là họ sẽ không bao giờ nhắn tin cho mình trước. Ngay cả cái tên, ví dụ như trong màn hình các bạn đang thấy ở trên góc ở màn hình là Ruby never DM first, là thằng Ruby không bao giờ nhắn tin cho mình, nhưng mà cuối cùng nó lại nhắn tin cho mình. Thì rõ ràng ở đây là cái mùi các bạn ha, mùi của scam. Ok, thông qua cái video này thì mình hy vọng là chúng ta sẽ không còn bị scam nữa, và chúng ta đã có được cái cách để bảo vệ tài sản của mình, cũng như là không chỉ riêng gì cái ứng dụng Bridge và cái dự án Bridge này đâu các bạn, mà các bạn đi bất kỳ một cái dự án nào chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều những cái tình trạng scam tương tự nha. Các bạn nên nhớ là cái tài khoản của mình, cái mã số OTP, cái password của mình, sau này có thể là có cái Google Authentication, tất cả những cái khoản đó đều là cái thông tin mật của mình, và mình sẽ không share cho bất kỳ ai nha, không chụp màn hình, không share cho bất kỳ ai. Đó là điều tiên quyết để chúng ta bảo vệ cái tài sản của mình các bạn nhé. Và đó là những nội dung mà Mick muốn chia sẻ đến với các bạn trong video ngày hôm nay. Nội dung của video này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư tài chính các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.